Về quy tắc Lavitan thì cô sẽ hướng dẫn em cách sử dụng quy tắc Lavitan. Quy tắc Lavitan thông thường thì cho dạng là không chia không và dạng vô cùng chia vô cùng. Bởi vì nếu như mà cái hàm mà fx chia cho gx, vậy thì fx chia cho gx mà fx của mình tiến tới không khi tiến tới a và gx cũng tiến tới không khi tiến tới a, thì lúc đó mình có dạng là không chia không. Và khi có dạng không chia không rồi thì lúc đó mình sẽ xài L'Hôpital. Hoặc là cả tử và mẫu của mình cũng cùng tiến tới vô cùng thì cũng xài L'Hôpital. Và khi mà mình xài L'Hôpital nghĩa là mình cùng lúc mình đạo hàm tử và đạo hàm mẫu. Vậy thì L'Hôpital thì thông thường trên cái bước L'Hôpital em có thể ký hiệu bằng chữ LB. Thỉnh thoảng thì người ta có thể ký hiệu chữ LH hoặc là người ta sẽ ký hiệu chữ L phẩy. Thì một trong ba ký hiệu. Vậy thì ý nghĩa của nó là mình sẽ là đạo hàm tử và đạo hàm mẫu. Và mình cứ kiểm tra như vậy, cứ vẫn còn dạng là không chia không hoặc là vô cùng chia vô cùng, thì em lại tiếp tục là em đạo hàm. Vậy thì mình thực hành với cái dạng là không chia không và vô cùng chia vô cùng. Ví dụ 1, hãy tính cái lim này, sin x chia x khi tính tới 0. Vậy thì cái lim này thì mình đã biết, mọi bữa mình đã học cái lim này là bằng mấy. Và theo cái công thức lượng giác cơ bản thì cái lim này là bằng 1. Bây giờ mình dùng L'Hôpital mình kiểm tra xem là có đúng là nó bằng 1 hay là không. Vậy thì mình đầu tiên kiểm tra cái dạng khi x tiến tới 0 thì rõ ràng là dưới mẫu của mình là tiến tới 0. Rồi vậy thì trên tử của mình là sin x. Vậy thì sin x thì trở thành là sin 0. Được chưa? Sin x của em sẽ trở thành là sin 0. Mà sin 0 thì tiến tới sin 0 thì sẽ bằng 0. Vậy thì đây là cái dạng là không chia không. Vậy thì đây là dạng là không chia không. Vậy thì cô sẽ đạo hàm tử và đạo hàm mẫu. Vậy thì sin đạo hàm là thành cos và x đạo hàm thì sẽ ra là 1. Tiếp tục thì em thấy không vào thì trên tử sẽ biến thành là cos 0 bằng 1. Vậy thì cái tỷ số này là chính là bằng 1. Cái bài thứ hai. Bài thứ hai thì bài này mình trong công thức lượng giá mình học nó đã là bằng bao nhiêu nhỉ? Nó bằng là -1/2. Bây giờ mình kiểm tra xem đúng là trừ bằng -1/2 hay không. Thì cũng tương tự em kiểm tra thì đúng dạng dưới mẫu là tiến tới 0. Còn trên tử là thành là cos 0 -1. Mà cos 0 là bằng 1. Vậy thì đây cũng tiến tới 0. Được chưa? 1 trừ 1 bằng 0. Thì đây là dạng không chia không. Thì em đạo hàm lần thứ nhất, thì em đạo hàm thứ nhất thì sẽ ra được kết quả là trừ sin x chia cho 2x. Nhưng mà bây giờ mình lại tiếp tục giả sử em quên công thức cơ bản, thì đây cũng là dạng tiếp tục không chia không, thì em lại đạo hàm tiếp lần nữa và cuối cùng mình sẽ ra được kết quả là bằng -1/2. Thì sau đây mình có một số cái ví dụ, các em sẽ có cái ví dụ này, thì cô sẽ hướng dẫn cho em một số ví dụ. Thì đầu tiên là ví dụ A. Ví dụ A là ví dụ tương đối dễ. Thì rõ ràng A thì mình dễ nhìn thấy nó là dạng không chia không với mẫu tiến tới không. Sin ha, sin không, sin không thì bằng không. Sin ở đây là sin không, sin không thì bằng không. Cho nên là không trừ không thì đây là dạng không chia không. Vậy đối với dạng không chia không, mình cũng đạo hàm. Vậy em đạo hàm là thứ nhất, thì cos không bằng 1. Chỗ này là em vẫn là không chia không, em đạo hàm lần thứ hai. Và tới đây em vẫn có thể đạo hàm tiếp hoặc là em xài cái công thức cơ bản lượng giác là sin x chia x khi tiến tới không là bằng 1. B. Câu B mình kiểm tra lớp của cộng vô cùng. Cái này cô hay hỏi với bạn. Lớp của cộng vô cùng là bằng cộng vô cùng. Còn dưới mẫu là tiến tới vô cùng luôn. Thì đây là dạng vô cùng chia vô cùng. Cho nên mình xài L'Hôpital. Vậy xài L'Hôpital thì lớp x đạo hàm thì ra 1/x. Còn x bình đạo hàm ra 2x. Và mình được kết quả là 0. Câu C.
Câu C mình kiểm tra đây có phải dạng không chứ không không. Vậy thì SEC hay là secant thì secant của không bằng mấy? Vậy bạn nào quên thì sẽ có thể đổi. Tại vì không phải lúc nào mình cũng lo beta hết cả, mình phải kiểm tra đúng dạng nữa nha, chứ không có lo beta này nó. Vậy thì chỗ này là secant thì em sẽ đổi thành là một phần cos. Hoặc một phần cos thì bằng mấy? Là một phần cos không. Mà cos không là bằng 1. Vậy thì ở đây là dạng 1 trừ 1 chia 1 là nó bằng 0, và mình không xài L'Hôpital gì hết. Thì đây là ví dụ để em luôn luôn cảm giác là không phải đúng là mình xài L'Hôpital, mà mình phải kiểm tra đúng dạng mình mới xài. Ví dụ D ha, đây cũng dạng 0 chia 0 thì bài này cũng dễ. L'Hôpital lần thứ nhất thì ra thì kết quả là bằng OK. Câu E thì mình xem là dạng gì. Thì ở câu E mình sẽ thấy là trên tử là E mũ 0. E mũ 0 là bằng 1. Vậy thì 1 trừ 1 bằng 0. Cái này sin ha. Sin 0. Sin 0 cũng bằng 0. Và trên tử tiến tới 0. Dưới mẫu cos 0. Cos 0 bằng 1. Đây là này bằng 0. Vậy thì đây là dạng 0 chia 0. Nhưng mà nếu mà dạng này L'Hôpital á thì cũng khá là phức tạp. Vậy thì nếu không có cách nào thì em vẫn lo beta bình thường. Nhưng ở đây mình có thấy sin. Vậy thì sin này mình sẽ làm nó biến mất cho nó đơn giản hơn một chút. Vậy thì sin này, sin 4x em sẽ nhân thêm 4x và em chia 4x. Thì cái sin này tiến tới 1. Thôi tiến tới 1. Vậy lúc đó em chỉ còn dạng như vậy thôi. Vậy thì dạng này vẫn còn không chia không. Em sẽ lo beta ha. Ở dưới mẫu là dạng U nhân V. U nhân V ha, đạo hàm thì bằng là U phẩy V trừ cộng, xin lỗi, cộng V phẩy U. Vậy thì trên tử là E mũ X, dưới mẫu là U phẩy V, tôi xin lỗi chỗ này là thành cộng với V phẩy U. Ở thế không vào thì mình sẽ được kết quả là 4 phần 3. Thì câu F cũng tương tự như vậy. Câu F tương tự thì về nhà em có thể làm thêm. Thì mình cố gắng mình sẽ bỏ cái sin trừ 1 này. Sin trừ 1 này sau khi mình bỏ đi á thì nó sẽ gọn hơn. Em thêm bớt 4x và kết quả sẽ bằng là 12. Dạng tiếp theo là dạng vô cùng trừ vô cùng, thì dạng này thì em sẽ làm thêm. Tại vì dạng này đa số thì mình học hồi cấp 3 rồi, cho nên cô cũng sẽ không ôn lại ở đây. Rồi các bạn tự coi. Dạng tiếp theo là không nhân vô cùng. Không nhân vô cùng. Vậy thì không nhân vô cùng thì mình sẽ có là, ví dụ như là mình có là 2 nhân 3. Thì 2 nhân 3 của em sẽ bằng là 2 chia cho 1 phần 3. Đúng không? 2 nhân 3 chính là 2 chia cho 1 phần 3. Thì tương tự A nhân B thì có nghĩa là sẽ bằng là A chia cho 1 phần B. Bằng A chia cho 1 phần B. Vậy thì không nhân vô cùng. Vậy thì không nhân vô cùng. Vậy thì không nhân vô cùng thì sẽ bằng là không chia cho 1 phần vô cùng. Mà 1 phần vô cùng thì lại bằng 0. Vậy thì nhờ cái phép chia này thì mình sẽ đưa về dạng là không chia 0. Rồi, giả sử như bạn khác lại không có chia cho vô cùng mà chia cho 0 thì nó sẽ bằng là vô cùng chia cho 1 phần 0. Và 1 phần 0 thì bằng mấy? 1 phần 0 thì lại bằng vô cùng. Vậy thì nó lại đưa về dạng là vô cùng chia cho vô cùng. Vậy thì bằng một cái phép chia xuống thì em sẽ đưa về được hai dạng này. Và hai dạng này mình lại xài L'Hôpital. Vậy đối với câu A này, khi tiến tới 0 thì log này x này sẽ tiến tới 0. Log này là log 0 cộng. Log 0 cộng thì tiến tới mấy? Log 0 cộng là tiến tới trừ vô cùng. Trên nó bằng trừ vô cùng. Thì đây là dạng không nhân vô cùng. Thì cô sẽ giải cái bài này. Thì với cái dạng không nhân vô cùng, bài này em sẽ quyết định chia x xuống hay là chia log xuống. Vậy thì mình sẽ thử cả hai. Và trong quá trình bạn thử thì cách nào đơn giản nhất thì bạn làm. Hoặc là cách nào mà phức tạp bạn lỡ làm rồi mà làm không ra thì quay lại cách kia.
Vậy thì nếu mà chia lớp xuống, chia ít xuống thì nó sẽ có dạng như vậy. Còn nếu chia lớp xuống thì nó sẽ có cái dạng ở dưới đây. Thì có vẻ là cái dạng dưới đây sẽ phức tạp hơn. Thì dạng này khi chia ít xuống thì nó lại về dạng là vô cùng chia cho vô cùng. Rồi cô đạo hàm tự mẫu ha. Vậy thì trên tự của đạo hàm sẽ là 1 phần x dưới mẫu của đạo hàm như vậy. Ai rút gọn nhanh được thì rút gọn. Và nếu không rút gọn được á thì phải làm từ từ. Và vậy bạn làm từ từ. Vậy bạn làm từ từ là sẽ bằng chia là nhân nghịch đảo. Và kết quả của mình ra bằng 0. Vậy thì còn cái cách bên này làm nó ra hay không? À, vậy thì cách bên này mà em làm một hồi ha. Thì u dưới mẫu đạo hàm thì nó sẽ ra thành u phẩy trừ u phẩy chia cho u bình. Thì nó sẽ ra là quay lại ban đầu mà còn phức tạp hơn. Vậy thì cách này mình không làm. Giờ mình chọn cách trên mình làm. Cho nên mình cần tỉnh táo là nên chọn cách nào mà nó đơn giản cho mình làm. À, bài này thì khi mình chia xuống rồi mình thấy em một chữ là mình tự chuyển rồi. Thì bài này thì x này là tiến tới vô cùng. E này là e mũ trừ vô cùng. Vậy thì e mũ trừ vô cùng mình học là e mũ trừ vô cùng là bằng 0. E mũ trừ vô cùng là 0. Thì bạn thấy là đây là dạng 0 nhân vô cùng. Thì chia x xuống hoặc chia e xuống. Vậy thì ở đây cô sẽ chia cho e xuống. Thì cô chia e xuống. Mà chia e xuống được cho là đưa cái nghịch đạo này. À, vậy thì nó dễ dàng rồi. Thì bài này sẽ bằng 0. Dạng tiếp theo là dạng một mũ vô cùng và không mũ không vô cùng mũ không. Thì cứ gặp mũ thì mình sẽ lấy lúc này về hai vế để mất cái mũ này đi. Thì thông thường cô khuyên là bạn nên xài hai cái phương pháp, hai cái dạng này đối với phương pháp lấy lúc này về hai vế. Còn một mũ vô cùng thì xài phương pháp này cũng được, nhưng mà nhiều khi nó phức tạp. Và một mũ vô cùng thì đã có công thức lúc khúc sau rồi, tí nữa cô giới thiệu. Vậy thì ví dụ như câu A đây là dạng 0, mũ 0. Không mũ 0 cô sẽ lấy log mv 2 vế. Đầu tiên là đặt A là bằng lim này. Sau đó lấy log mv 2 vế. Thì bạn lưu ý là log của lim thì sẽ bằng lim của log. À, log của lim thì sẽ bằng lim của log. Mà mình lại nhớ là log của a mũ n x mũ n này sẽ bằng là n log x, lấy cái hệ số ra ha, n log x. Thì chỗ này là x mũ x thì em lấy x ra, được chưa? Và sau khi lấy x ra thì nó là về dạng là không, dạng bài mình mới làm xong, nhân vô cùng. Thì dạng không nhân vô cùng này em lại chia xuống và tiếp tục lại lấy đạo hàm. Vậy thì tới đây xong chưa? À, vậy thì tới đây chưa xong. Vậy thì nếu mà chưa xong nữa thì mình phải làm gì nữa? À, mình tìm A mà, chứ đây mới là log A thôi. Vậy cuối cùng là em sẽ có là log A là bằng 0. Vậy cuối cùng A của mình sẽ bằng 0. Bài này cũng là không mũ không. Vậy thì không mũ không này thì cô cũng làm bình thường, cô lấy log ở đây 2 vế. Rồi cô ra được cái sin log x này. Sin log x này cô quyết định là cô sẽ chia xuống, nó hơi tạp ha. Cô sẽ chia 1 phần x xuống và cô lấy đạo hàm. Thì bạn nên nhớ là 1 phần u đạo hàm thì bằng trừ u phẩy chia u bình. Rồi sau đó mình, bạn nào quên thì chia là nhân nghịch đạo. Thì mình nhân nghịch đạo thì mình được kết quả này. Cái kết quả này thì em có thể rút gọn bằng nhiều cách, hoặc là em tiếp tục em đạo hàm. Thì chỗ này nếu cô tiếp tục đạo hàm ha, thì cô sẽ ra, đây là dạng không chia không ha. Tiếp tục đạo hàm thì cô sẽ ra được kết quả này. Còn giả sử như mà cô không đạo hàm, thì chỗ này có hai cách. À, cách thứ hai thì cô thấy là cô có thể tách sin x này ra. Thì sin x này nó sẽ bằng 1. Vậy chưa? Sin này bằng 1. Và cô cũng ra 0. Vậy thì khi mà cái log này bằng 0 thì suy ra A này bằng 1. Bài này còn có một cách nhanh hơn nữa. Đó là ngay từ đây. Vậy thì từ đây cô sẽ rút gọn luôn.
Và thì cô có thể thêm bớt xin ít chí. Thì khi thêm bớt như vậy cô về cái dạng dễ hơn. Và thì một bài toán thì bạn có thể kết hợp nhuần nhuyễn và đa dạng các phương pháp để mà có cái cách làm hoặc là có cái cách giải nó đơn giản nhất hoặc là phù hợp nhất cho kết quả. Đúng. Bây giờ nói tới dạng một mũ vô cùng. Vậy thì một mũ vô cùng nghĩa là ví dụ như cái lim này ở trong khi ít tiến tới không thì ở trong tiến tới một và ở ngoài là tiến tới vô cùng. Đây là dạng một mũ vô cùng. Nhưng mà dạng một mũ vô cùng này là trong ngoài là ngược đạo của nhau, giống y chang và ngược đạo của nhau. Cho nên là nó sẽ bằng e. Cho e là cơ là số cơ số tự nhiên bằng 2,7. 2,71. Tương tự thì mình tổng quát lên thì trong này là một cái hàm và ngoài này nghịch đảo của cái hàm đó. Và hàm đó tiến tới không thì nó bằng e. Vậy thì khi hạ cái này tiến tới không thì một cái dạng khác viết ngược lại thôi. Thì ít tiến tới vô cùng. Thì trong này thì thay vì trên này viết ít thì dưới này viết 1/x. Thì nó cũng là dạng một mũ vô cùng. Hay là mở rộng như bên này. Vậy thì từ những cái công thức trên thì người ta chứng minh một cái công thức tổng quát hơn. Nếu mà hàm fx chia rx mà fx tiến tới 1, rx tiến tới vô cùng thì lúc này em sẽ bằng e của lim f trừ 1 nhân g. Thì em nên xài công thức này cho tất cả các trường hợp của một mũ vô cùng thì nó luôn ra được cái kết quả đơn giản. Ví dụ ở đây có nhiều bài thì mình sẽ làm câu A, câu E và câu G. Thì đầu tiên là câu A. Câu A thì em cũng kiểm tra ít tiến tới vô cùng. Thì trong này tiến tới 0. Hoặc 1 phần vô cùng bằng 0. Cho nên là cái nhóm này là tiến tới 1. Vậy thì ở ngoài tiến tới vô cùng thì đây là dạng một mũ vô cùng. Thì em mới coi cái công thức lúc này. Đây công thức này. Vậy thì công thức này thì nó sẽ yêu cầu là trong và ngoài nghịch đảo. À xin lỗi công thức này. Trong và ngoài nghịch đảo nhau và giống y hệt thì mới bằng e. Ha, ux với ux. Thì mình sẽ thêm bớt. Ở trong này là 3x thì cô sẽ thêm là ở ngoài là 3x. Vậy thì nguyên cả cái cục này thì nó sẽ tiến tới e. Vậy thì em sẽ bằng là e mũ 1/3. Ngoài ra mình có một cái cách khác làm. Vì cái cách khác làm là em áp dụng công thức. Đây cái công thức này. À, lim của f trừ 1 nhân với g. Thì em sẽ lấy f trừ 1 nhân với g thì cũng ra 1/3. Và cô khuyên thì em xài cái nào cũng được nhưng mà cái cách này thì dễ, nó sẽ dễ xài cho tổng quát hơn nhiều bài. Rồi câu e. Nếu mà nó không cho số 1 thì bạn có thể chia, còn không thì mình sẽ lấy lim. Lim ở trong này chính là bằng là chia cả từ cả mẫu cho x ha, để x tiến tới vô cùng cộng với 3/x chia cho chia cho 1 cộng với 2/x được chưa? Thì do đó thì ít tiến tới vô cùng đi, 3/x với 2/x tiến tới 0 rồi. Nên cái lim này tiến tới 1. Ngoài này sẽ tiến tới vô cùng. Thì đây là dạng 1 của vô cùng. Rồi mình áp dụng công thức trên kia nha. Đó là mình trừ 1. Mình sẽ ra được cái kết quả này. Kết quả này thì mình sẽ lấy chia tất cả mẫu cho x. Ha, thì em cũng sẽ ra được bằng e mũ 1. Hay chính là bằng e. Để đối dạng một mũ vô cùng thì cô khuyên này mình xài công thức trừ 1 này. Rồi câu G, mình có áp dụng công thức máy móc hay không? Lời khuyên là không nên, mình nên kiểm tra cẩn thận. Vậy thì ở đây nếu mà em kiểm tra thì là thành 3 cộng 3 chia x. Được chưa? Chia cho 2 cộng với 2 chia x. Thì rõ ràng khi x tiến tới vô cùng thì cái này sẽ bằng là 3/2. 3/2 thì đâu phải là 1 đâu. Ha, thì cái này là 3/2.
ở ngoài thì tiến tới mấy? Ở ngoài thì tiến tới vô cùng. Vậy thì 3 phần 2 mũ vô cùng, mũ cộng vô cùng. Mà 3 phần 2 thì rõ ràng là lớn hơn 1 rồi. 3 phần 2 này thì lớn hơn 1 rồi. Thì 3 phần 2 mũ cộng vô cùng chính là bằng cộng vô cùng. Thì kết luận bài này là bằng cộng vô cùng. Vậy thì nên kiểm tra cẩn thận trước khi mà áp dụng. Không nên áp dụng, máy móc.